Trước tình hình tai nạn giao thông trong quý 1 tăng cao, Ban An toàn giao thông huyện Kim Thành đã triển khai các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong quý 2 và những tháng tiếp theo. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Kim Thành xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 5 người, 23 người bị thương. Trong đó riêng tuyến quốc lộ 17B và các tuyến đường trong huyện do Công an Kim Thành quản lý xảy ra 12 vụ làm chết 4 người, 10 người bị thương. Quốc lộ 5 đi qua địa bàn do Phòng Cảnh sát Giao thông quản lý xảy ra 16 vụ làm 1 người chết, 13 người bị thương. Tính tổng số vụ tai nạn ở huyện Kim Thành trong quý 1 so với cùng kỳ năm 2023 tăng 21 vụ, tăng 2 người chết, tăng 18 người bị thương. Trước thực tế này, Ban An toàn Giao thông huyện Kim Thành xác định nhiệm vụ trọng tâm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong quý 2 và những tháng tiếp theo là thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban An toàn Giao thông tỉnh về đảm bảo an toàn giao thông trong tình hình mới, đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh, trong đó đổi mới tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với từng đối tượng, địa bàn, tập trung tuyên truyền về các nhóm hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ, đồng thời kiến nghị xử lý những bất cập trong tổ chức giao thông tại các khu vực điểm đen về tai nạn giao thông.